Giải mã lịch sử xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, với mỗi đất nước, mỗi khu vực riêng thì đều có những nét độc đáo riêng. Ngay cả việc đặt tên cũng vậy. Ở Việt Nam chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy từ xa xưa có điểm chung ở trong cách đặt tên của người. Đó là người nam thì đặt tên đệm là Văn, còn với người nữ thì đặt tên đệm là Thị. Chữ Văn ở trong tên của người nam có cách hiểu đơn giản hơn, chúng ta không đáng để phải bàn. Riêng chữ Thị ở trong tên của người nữ vẫn là một ẩn số với nhiều cách lý giải khác nhau. Giới trẻ ngày nay, đặc biệt là những người phụ nữ có tên đệm là chữ Thị, đa phần họ đều mặc cảm và có thể họ né tránh chữ Thị khi giao tiếp với người ngoài. Vì sao người ta lại sử dụng chữ Văn và chữ Thị mà không phải là những chữ khác để đặt tên cho người đàn ông và người đàn bà? Hãy cùng với giải mã lịch sử chúng ta đi tìm câu trả lời ở trong video ngày hôm nay. Tiết lộ sốc tên đệm, nam Văn nữ Thị ẩn chứa rất nhiều mưu toan của ông cha ta. Giải thích tên đệm nam Văn nữ Thị. Văn, trong tên đàn ông Việt Nam cũng có nhiều từ được sử dụng làm tên đệm, nhưng nhất định không bao giờ sử dụng chữ Thị. Thông thường nhất vẫn là chữ Văn. Như chúng ta đã biết, trong các triều đại phong kiến, chỉ có đàn ông mới là thành phần được trọng dụng. Nói như ông bà xưa thì nhất nam viết chữ thập, nữ viết vô. Ý nói một người con trai bằng 10 người con gái. Ngày xưa chỉ có nam giới mới được đi học và đi thi, gọi là người có chữ nghĩa. Vậy chữ Văn trong tên đệm của đàn ông Việt có nghĩa là người có đi học, học trò. Lâu ngày thành ra ai cũng muốn mình là người có chữ nghĩa, có học. Chính vì vậy mà chữ Văn thường được đặt kèm theo của cánh mày râu, ví như ước mơ của các bậc cha mẹ muốn con cái của mình được công thành, danh toại. Chữ Thị, nói một cách chính xác thì nguồn gốc chữ Thị trong tên lót của nữ giới bắt đầu xuất hiện sau thời kỳ Bắc thuộc lần thứ nhất. Về mặt nguồn gốc từ nguyên, theo học giả An Chi, Thị là một từ Việt gốc Hán dùng để chỉ phụ nữ. Trong quyển Từ Nguyên Từ Điển có câu phu nhân xương Thị, đàn bà gọi là Thị. Từ điển này giải thích thêm, từ Thị còn là một từ mà phụ nữ dùng để tự xưng. Hiện nay có rất nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh việc sử dụng chữ Thị khi đặt tên cho con gái. Về chữ Thị, đây là một từ Việt gốc Hán. Thị nguyên gốc có nghĩa là họ hoặc là ngành họ. Thường người Trung Quốc dùng chữ Thị sau họ của chồng người của phụ nữ và không dùng tên cúng cơm của người đó nữa. Ví dụ như nàng Tô Thị là vợ của ông họ Tô. Nhưng khi sang đến Việt Nam thì có sự khác biệt. Đàn bà trong nhà quyền quý ở Việt Nam vẫn giữ họ cha và thêm tên chữ Thị ở phía sau. Ví dụ như là Cù Hậu, khi trở lên ngôi hoàng hậu thì gọi là Cù Thị. Hay lâu lâu trong những tài liệu cổ, ta vẫn nghe những danh xưng như Hoàng hậu Dương Thị, bà Phi Nguyễn Thị, dịch ra là bà hậu họ Dương, bà Phi họ Nguyễn vậy. Chữ Thị là họ, nhưng chỉ một cá nhân riêng lẻ và chỉ dùng cho đàn bà đã có chồng. Để chỉ cả một họ số đông, người ta dùng từ gia, ví dụ như Diệp gia, Tư Mã gia, Viên gia, hoặc rộng hơn là tộc, tiếng Việt gộp hai từ này lại thành gia tộc. Đến khi chữ nôm bắt đầu sử dụng rộng rãi và khi văn hóa Việt Nam bắt đầu hình thành một đường lối riêng thì chữ Thị chỉ người phụ nữ đứng trước tên riêng của họ, ví dụ như Thị Mầu, Thị Kính chẳng hạn. Và đến khoảng thế kỷ thứ 15 thì chữ Thị đi luôn vào tên họ của người con gái như một cách khẳng định về nguồn gốc gác của người đó, giống như trường hợp chữ Văn ở trên. Phương Tây và Nhật giống nhau ở chỗ con gái lấy chồng rồi thì đổi sang họ của chồng. Khác với người Việt, con gái vẫn giữ nguyên họ sau khi lấy chồng. Thậm chí ở Nhật Bản và phương Tây, không chỉ đổi trong cách xưng hô mà còn đổi trên cả giấy tờ. Cái này ai đã từng đi làm giấy tờ cho những gia đình ở Tây hoặc ở Nhật lâu lâu vẫn gặp rắc rối nếu nhân viên phòng xuất nhập cảnh không có nhiều kinh nghiệm. Ở Trung Quốc thì không biết bây giờ còn có phản đối không, nhưng chắc ở Việt Nam vẫn còn nặng tư tưởng mẫu hệ từ tổ tiên truyền lại. Với tên con gái mà bốn chữ
thì thường là ảnh hưởng từ người Trung Quốc, vì người Trung Quốc hay đặt tên con ba chữ, trai gái gì cũng vậy. Ví dụ như Lý Huệ Thủy, Vương Ngữ Yên. Như vậy cái tên nghe ý nghĩa hơn, sang hơn. Khi sang đến Việt Nam, người Việt cũng thích kiểu tên ý nghĩa như thế. Thế là họ kết hợp kiểu truyền thống, thêm một chữ thị vào trước thành ra cái tên con gái Việt Nam phổ biến như thời ngày nay. Trong thành phần tên của người Việt Nam hiện nay, phần đông đều theo công thức họ cộng tên đệm cộng tên chính. Tên họ và tên chính thì không có nghĩa gì phải bàn. Riêng về tên đệm, người Việt Nam đã dùng từ bao giờ? Đây là một câu hỏi không dễ trả lời vì không có sử liệu nào nói về vấn đề này. Chúng ta chỉ biết rằng nếu xét trên các nhân vật lịch sử ở từng thời kỳ dựng nước thì chúng ta sẽ thấy hầu hết chỉ có tên họ và tên chính, không có tên đệm. Chẳng hạn, các vua Hùng đều không có tên đệm như Hùng Dương, Lộc Tục, Hùng Hiến, Hùng Lân, Hùng Việp. Thời Hai Bà Trưng, ta có Trưng Chắc, Trưng Nhị, Thi Sách, Lê Chân. Theo nghiên cứu của một số nhà ngôn ngữ học, tên đệm của người Việt Nam chỉ được phổ biến vào khoảng từ thế kỷ thứ 6 trở đi. Trong tên đệm đàn ông của Việt Nam, từ ngữ nào cũng có thể dùng để làm tên đệm, nhưng nhất định không bao giờ là chữ thị. Trong khi đó, tiếng thông dụng nhất vẫn là tiếng văn. Trong xã hội truyền thống Việt Nam, tồn tại 4 giai cấp gồm sĩ nông công thường, mà trong đó sĩ là tầng lớp cao nhất và được mọi người kính trọng hơn cả. Điều kiện chủ chốt để đặt chân vào tầng lớp trí thức này chính là văn, tức là khả năng văn chương thi phú. Như chúng ta đã biết, trong các triều đại phong kiến, chỉ có đàn ông mới được là thành phần trọng dụng. Nói như ông bà xưa, thì nhất nam viết chữ thập, nữ viết vô. Ý nói, một người con trai bằng 10 người con gái. Chính vì vậy mà chữ văn thường được đặt kèm theo tên của cánh mày râu. Ví như ước mơ của các bậc cha mẹ muốn con cái của mình được công thành, danh toại. Ngược lại, thì từ thị để ám chỉ tên của một người phụ nữ trong xã hội cũ. Cách lý giải thứ hai do Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Trung Hoa đề xuất. Theo đó, chữ lót văn có nguồn gốc từ tiếng Ả Rập. Ben có nghĩa là con trai và thị xuất phát từ tiếng Binti, được hiểu là con gái. Trong quá trình giao thương mua bán, người Việt đã bị tác động gián tiếp và lâu dần đã đọc lái chúng thành từ văn và từ thị như chúng ta biết ngày nay. Một ví dụ cụ thể ở trong tiếng Ý có từ Ciao tương đương với từ xin chào ở trong tiếng Việt. Đây là giả thuyết thứ ba, cũng là điều được đại đa số mọi người chấp nhận. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư hay Lĩnh Nam Trích Quái, thì cách đây 2.000-3.000 năm trở về trước, người dân chúng ta lại có tục xăm mình. Do xưa kia thường có rất nhiều loài thuồng luồng thủy quái ghê rợn, nên việc xăm mình chủ yếu thể hiện quyền uy của tộc người và từ đó mới có thể bắt hạ được chúng. Theo đó, đến thời Trần, tục xăm mình vẫn còn rất thịnh và được dân chúng đón nhận. Chẳng thế mà trong cuộc chiến với quân Nguyên Mông, hết thảy quân đội Đại Việt đã khắc tên lấy lên hai chữ sát thát để nêu cao hào khí oai hùng. Mãi cho đến tận bây giờ, xăm mình vẫn trở thành một nét đặc thù của người đàn ông. Từ đó, nhiều người cho rằng tên Trần Văn Phi nghĩa là tên của một người đàn ông họ Trần tên Phi có xăm mình. Đào Văn Duy có nghĩa là tên của một người đàn ông họ Đào tên Duy có xăm mình. Tên đệm văn biểu thị cho đặc tính xăm mình của cánh mày râu như là vậy. Bên cạnh đó, chữ thị có nguồn gốc từ tiếng Hán, viết theo tiếng Hán. Thị là một từ để người phụ nữ dùng để tự xưng hô hoặc đôi khi được sử dụng ở ngôi thứ ba với ý nghĩa coi thường rẻ rúng. Chẳng hạn, Kim Lân đã dùng từ thì để gọi người đàn bà trong truyền ngắn vở nhạc. Hay Nam Cao cũng dùng danh xưng từ thị này cho nhân vật của mình trong truyền ngắn Chí Phèo. Tuy nhiên, theo hiện đại Hán ngữ từ điển, thì từ thì đặt sau họ của người phụ nữ đã có chồng, thường thêm họ chồng vào trước họ cha để xưng hô. Ví dụ như Hồ Lan Thị là người phụ nữ có họ cha là Lan, còn họ chồng là Hồ. Tuy nhiên, cũng có một số người dựa theo các truyền thuyết
truyền cổ tích hay ca dao dân gian để lý giải về chữ thị. Theo đó, danh từ này thể hiện sự nết na, thủy mị, đoan trang của người phụ nữ mà được ví như hương thơm mộc mạc mà đằm thắm của quả thị trong truyện Tấm Cám. Trái thị đó là kết tinh của phẩm giá người phụ nữ Việt Nam qua bao đời. Cũng theo lý giải này thì tên của người đàn ông thực chất chỉ là Nguyễn Bình, Trần Hoàng, phụ nữ thì Đoàn Mai, Lý Hoa, còn văn và thị chỉ là từ để xác định. Do đó, từ thời xa xưa, chữ văn ở trong Nguyễn Văn Bình, thị trong Lý Thị Hoa thường không được viết hoa vì thực chất chúng không phải là tên riêng. Quý vị và các bạn thân mến, dù có thể thế nào đi chăng nữa thì nam văn nữ thị vẫn mang đầm một nét dấu ấn của người Việt so với các dân tộc khác ở trên thế giới. Đến đây thì thời lượng của chương trình đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm và theo dõi. Nếu quý vị thấy video của chúng tôi hay thì đừng tiếc một like và share để ủng hộ kênh Giải Mã Lịch Sử. Xin chào và hẹn gặp lại!